Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khối không khí lạnh chi phối các tỉnh thành miền Bắc đã suy yếu nhanh, nên trời chỉ còn nhiều mây ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, tập trung ở khu vực vùng núi. Trong sáng sớm nay, Bắc Bộ chịu tác động của đới gió Đông Nam, nên vùng núi Hà Giang, Cao Bằng, khu vực Điện Biên, Lai Châu vẫn có mưa rào nhẹ, còn vùng đồng bằng ven biển thì có mưa phùn và sương mù. Đến trưa chiều, Bắc Bộ trời sẽ trở lại với tiết trời nắng ráo. Các tỉnh Tây Bắc Bộ thì nắng sớm hơn nên nhiệt độ sẽ cao, dao động từ 28-31 độ. Còn các tỉnh Đông Bắc Bộ nắng muộn hơn, vì thế mà nhiệt độ ở mức từ 26-29 độ, trời mát mẻ. Sau đó, từ đêm ngày 13 tháng 4, không khí lạnh sẽ lại được tăng cường xuống nước ta. Sau đó, Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi có mưa vừa và mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Đợt mưa này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 16 tháng 4. Đối với các tỉnh thành miền Trung, trong những ngày tới tại khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm mưa, chỉ còn xuất hiện cục bộ vào đêm và sáng. Trưa chiều mây giảm, trời hứng nắng. Nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến ở mức từ 28-31 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Từ ngày 13 có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ ban trưa vượt ngưỡng 35 độ. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận thì thời tiết phổ biến là ít mưa và ngày có nắng. Nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 29-32 độ, có nơi cao hơn. Thì tại các tỉnh thành phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, những cơn mưa chuyển mùa còn lặp lại trong chiều tối ngày hôm nay. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, nên mọi người cần chú ý để đảm bảo an toàn. Trưa chiều thì trời vẫn còn nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29-32 độ, còn tại Nam Bộ phổ biến là từ 31-34 độ. Tình trạng oi nóng được cải thiện phần nào. Xâm nhập mặn ở các sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long tăng dần đến ngày 15 tháng 4, sau đó giảm. Riêng tại sông Cái Lớn, xâm nhập mặn duy trì ở mức cao đến ngày 20 tháng 4. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay, 12 tháng 4 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều trời nắng, giữa khu vực Tây Bắc đêm nay có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, giữa khu Tây Bắc là từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Giữa khu vực Việt Bắc, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, phía nam có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền đông có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đông nam cấp 3, cấp 4.
Nam Vịnh Bắc Bộ. Có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.